Xin kính mời tất cả gia đình anh em, con, cháu, chắc trong gia đình Tam Quyến của Trân Linh cô Nguyễn Trung Trực trở về chiếc linh sàng để làm lễ chúc tụng cúng cơm. Tiếng xin báo cáo với cụ bà cùng tất cả các con, các cháu, chắc trong gia quyến tân gia của Trân Linh cô Nguyễn Trung Trực. Bữa cơm trưa nay là bữa cơm lần cuối cùng. Để tiễn biệt cụ về nơi nghỉ cuối cùng thì xin mời tất cả anh chị em con cháu họ hàng đồng ngoài gần xa hãy thể thiểu về chiếc linh sàng và mỗi người một nén tâm nhang để cùng chắp tay niệm Phật để nguyện cầu chúc cho vong linh hồn cụ về nơi cây trúc được siêu sinh tịnh độ. Sau khi cái phần lễ cúng cơm đã xong thì mời tất cả anh em con cháu diễu quanh linh hữu cụ ở ba vòng và niệm Phật để nguyện cầu cho cụ được siêu thoát. Sau đó là cắm ném tâm gương ở trên bát gương và trên chốt quan tài xong ra trước linh sàng để lễ tạ cụ thì lúc đó phần lễ cúng cơm mới được hoàn tất. Xin là thông báo với gia đình Tam Quyến như vậy. Kính thưa con linh hồn cụ Nguyễn Trung Trực tìm đến giờ phút chia đi đau lòng thương tiếc, nay cụ bà cùng các con các cháu chắc trong gia quyến tan gia có sở nguyện gương canh đặt trước bản vong để nguyện cầu chúc cho vong linh hồn cụ được siêu sinh tịnh độ, để cụ phù hộ độ trì cho con cháu chắc được tháng ngày bình an. Anh em trong đoàn nhạc hiếu chúng con để đi phục vụ lễ tang hương hồn cụ, nay sẽ cùng với các con cháu chắc trong gia tang cử hành lễ chúc thực cúng cơm đời cụ. Xin được bắt đầu. Hãy subscribe
không linh hồn nì cha ơi. Này anh em con cháu họ hàng mẹ yêu kính nì, dâng mâm cơm chúc thực nì, than mấy lời bao đáp thâm ân cha này xa lánh cõi trần hình hài yên là bộ phần linh linh. Ôi cha ơi, chúng con nhớ những lúc gia đình con cháu cháu vui chung sum họp, mà giờ đây âm dương cách biệt mỗi nơi, từ nay vắng mặt khuất lời âm dương cách biệt, ngậm ngùi xót thương lòng thành con cháu kinh khắp tuần hương rượu dân một chén. Chúc con vãi văn trẻ ngồi thang ơi, nơi vương linh hồn đi cha ơi. Giờ đây chúng con quỳ trước linh sàng lắm mùi ngắm nghĩ, bao năm qua mẹ cha sinh các con ra dưỡng dục thành nghi thân, cha mẹ bù trì cho tâm áo cùng nhiên ăn, cha lưng lưu mẹ dạy dỗ khuyên răn đủ điều. Ôi cha ơi, nhớ khi xưa anh chị em chúng con còn ngày thơ còn dài, thì biết bao nhiêu lâu ăn lan hiểm nghèo lấp lan, còn nhiều khi trai nắng chờ trời đèn dầu, cha mẹ đi xôi về sương tìm thầy tế độ tìm phương bổ trì. Ơi ta ơi, ơi vong linh hồn nì cha ơi, bao gian chân bao khó nhọc bao nhiêu vất vả cũng chỉ vì con cái mẹ cha nuôi nấng, dẫu con trai con gái đều bằng nhau. Chúng con lớn lên rồi thì cha mẹ lại lo bè ra thất rể cùng dâu, mà nào ngờ giây phút chưa đi đâu bất rồi. Chưa linh sàng con cháu chất vây lầy tuần hương, người em cầu chúc nghi cho cha được tây phương nơi suối. Ôi cha ơi, bởi vì từ trưa hôm nay mà đi âm dương đôi đường nghỉ cách biệt nghỉ, chúng con biết đây gì để nơn đáp nghĩa bao năm. Hôm nay được thực một tuần gọi là chốt nghĩa lòng thành kính dân. Ôi cha ơi, chúng con tưởng nhớ sông sao thác bầy chén rượu lòng cùng dân với cương canh, chúng con kính mời tiên tổ đệ huynh họ hàng cùng về chốn linh sàng hưởng thụ chứng giám phổ độ chỉ cho con cho chắc cùng toàn gia an khang phú quý lực cường, làm ăn tiến tới trên đường hiển vinh. Chúng con chắp tay khấn nguyện cầu chúc cho vong linh hồn cha được thượng lộ siêu sinh về lời tây, chúc được siêu sinh ơi đất.
Nam Mô Thanh Tịnh Trường Nam Nguyễn Thanh Tùng
con dâng lên cha mày. Nhất là soạn bình thân phục vệ. Thì mời tất cả con cháu cụ đứng dậy. Thì mời tất cả con cháu cụ đứng dậy. Bây giờ xin mời tất cả các bác, anh em, con cháu đi lần lượt chậm rãi đi diễu quanh linh cữu ba vòng. Sau đủ ba vòng thì vái cụ ba vái và cắm hương ở trên bát hương quan tài nhé. Sau này ra xếp hàng này để lấy tạ cụ nữa sau ạ. Nam nữ đông tây quy hồi linh cữu. Thank you.
tạm ra giết mình xả đi. Kính thưa vong linh hồn, cô quên trung truyền kính đến bữa cơm trưa nay, cơm bữa đề thường và cũng là bữa cơm chia ly lĩnh biệt lần cuối cùng, lòng thành kính của cụ bà cùng các con trai gái rể dâu, các cháu chắt nội ngoài gần xa, trưa nay đã sửa nâng cơm canh chay chén rượu chén trà để kính thỉnh vong linh hồn cụ giáng hạ chứng minh và cùng chắp tay niệm Phật để nguyện cầu cầu chúc cho chư Phật mười phương độ cho vong linh hồn cụ về nơi tinh chúc được siêu sinh thoát hóa siêu sinh tịnh độ để cùng phù hộ độ trì cho đại gia đình các con cháu chắt được tháng ngày bình an nơi dương thế. Phần lễ chúc được cúng cơm mời cụ đến đây đã xong, xin mời tất cả con cháu chắt chắp tay trước ngực hướng về linh sàng. Thiên thành thiên thành nhớ chỗ công toàn gia, tạ lễ chân linh vong hồn phụ thân tam bái, tất cả con cháu phải phụ mà lễ. Một báo với cụ bà cùng tất cả anh em con cháu trong gia tang và vụ phần lễ chúc tụng cúng cơm cho chân linh cùng với trung trực đến đây đã được hoàn tất. Mời các bác giải tán ai vào công việc.